Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng là TJ27 các bạn. Cây TJ27 này nó có cái nòng là 34 ly các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 27cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe nha, đánh cước thoải mái luôn. Rất là ngon. Nó thuộc hệ máy hiện đại ha. Tất cả đều tự động hết các bạn. Nó có xả áp tự động ha, chụp giật trợ lực giống như là tự động nha các bạn, chụp giật trợ lực, chế quạt khí có e gió tự động, và chính bản thân cái chế quạt khí này cũng là chế quạt khí tự động nốt hết các bạn. Và đặc biệt nó thiết kế là buji đứng nha các bạn, buji đứng, buji nằm ngay đỉnh đầu. Do đó là khi cái động cơ mình hoạt động thì cái điểm đánh lửa ngay giữa bê tông nha các bạn. Do đó là nó hấp thụ công suất triệt để luôn. Thành ra là với những cái điều kiện đó thì nó mạnh mẽ và ít ăn xăng các bạn. Nội cái buji đứng là nó vừa mạnh mẽ mà vừa ít ăn xăng ha. Do công suất nó hấp thụ tối đa, nó không bị thừa thải đi đâu hết. Giả dụ như mình, giả dụ như một cái máy mà cô Lê Tư ngày xưa đó. Tại sao mà bây giờ người ta không dùng nữa, nó quá trời xưa rồi. Cái điểm đánh lửa nó rất là xa cái đầu bê tông các bạn. Các bạn nào có am hiểu tí xíu về cô Lê Tư ngày xưa mà lóc đứng đấy ha, thì nó đánh lửa, cái điểm đánh lửa nó rất là xa cái đỉnh đầu bê tông. Do đó là cái vụ nổ ngay cái chỗ mồi lửa, ngay cái đầu buri nó nổ, cái chỗ đó là sức nó mới mạnh nhất mà nó đẩy cái bê tông á, nó mới mạnh. Còn nó chịch qua một bên nó sẽ đẩy bê tông không có mạnh nha. Và cái buồng nổ của con Lê Tư nó rất là lớn, do đó nó giãn nở không khí, nó bị giãn mất hết, nó không còn cái lực đẩy mạnh. Do đó là con Lê Tư là nói gì chứ, cô Lê Tư là bây giờ xài nó lỗi thời lắm các bạn. Cái mình muốn nói ở đây là cái chế quạt khí này ha, nó vừa tự động ha, tự động e gió tự động nè, các bạn bấm vào các bạn lên ga tự động nó búng ra. Cái bơm xăng rất là dễ lên ha, bơm xăng rất là dễ lên luôn. Và đặc biệt là cái chế quạt khí này đi mình quanh năm mình xài á, nó không biết chai cái da bơm là gì, nó chỉ có cái đót tự động là nó bị nghẹt đót đó các bạn, soi cái đót tự động là ok ha. Ngoài ra nó cái da bơm nó không bị chai, không có gì hết, nó rất là cứng đầu, nói chung là nó rất là bền nữa các bạn, nó không bị chai qua cái các loại xăng, các loại nhớt dở gì nó cũng không bị chai. Đặc biệt cái miếng da bơm của chế quạt khí này ha. Rồi các bạn quan sát tiếp nha. Đó, ở đây nó có cái công tắc đây các bạn, công tắc đây ha, công tắc đá lên on off này ha, on nè, off nè ha, vô lửa nó nè, tum rời ha, cần lắp 26 ha. Tay ga đây, tay ga zin ha, dây ga zin, tay cầm này, tay ga nè, nó bên ngắn bên dài nha các bạn, bên ngắn bên dài nó tạo cái lực lực bên dài này mình gắt cái cần nó rất là mạnh ha, bên dài, đây các bạn xem cần làm này, rất là đẹp nè, ở đây còn những cái thông số kỹ thuật nè các bạn. Ở như này còn cái tem này ha, chống dính cái cạn cỏ của nó nè các bạn, cùi nó nè, cùi của TJ27 thì khỏi phải nói, khỏi phải bàn cãi nữa, siêu bền luôn. Và có cái chống dính cỏ bằng kim loại ha, cực kỳ đã luôn, chống dính cỏ bằng kim loại. Và ở dưới này có chống mài mòn luôn các bạn, chống mài mòn luôn ha, dùng đầy đủ các chi tiết hết. Máy zin nguyên bản made in xa băng trong lóc nha các bạn, made in xa băng, có đóng made in xa băng trong lóc luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha.
Mấy dòng Kawasaki TC này 27 này thì nó cực kỳ nhạy các bạn, kéo chơi chơi nó cũng nổ. Ở đây mình kéo hơi thử cho các bạn xem nha. Đấy. Kéo hơi cho các bạn xem là nó đã nổ rồi các bạn. À, nhí ga dây tí xíu là nó nổ rồi. Hơi mạnh tí là nó nổ rồi ha, hơi đó nó muốn nổ, nó kéo gì giật lại rồi đó các bạn, thêm tí xíu sức nữa là nó nổ ha. Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha, chạy rất là dữ luôn. Đánh cước khỏe re luôn các bạn, còn cắt dao thì vô tư luôn, khỏi cần suy nghĩ, cắt dao rất là khỏe luôn, đánh cước nổi thì cắt dao không nghĩa địa gì hết ha. Rất là êm luôn ha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.